Quý vị và các bạn thân mến, hát văn hay còn được gọi là hát chầu văn, đây là loại hình nghệ thuật độc đáo trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2016. Kể từ đó đến nay, hát văn tại huyện Văn Yên luôn có sự phát triển mạnh mẽ, phát huy hết được giá trị vốn có, là một bảo tàng sinh động tái hiện lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc. Hát văn có nhiều hình thức biểu diễn như hát thờ, hát thi, hát hầu và hát văn nơi cửa đền, cửa đình. Trong đó hát thờ được hát vào các ngày lễ tiết, những ngày tiệc thánh và hát trước khi vào các giá văn lên đồng. Hát văn cũng thường gặp tại các đền phủ trong những ngày đầu xuân, ngày lễ hội. Nhiều khi lời ca tiếng hát được coi như một bài văn khấn nguyện cầu các mong ước của khách hành hương. Cái nghệ thuật hát văn nó rất quan trọng. Khi bà đồng hoặc ông đồng có được vào để thực hành cái tín ngưỡng này hay không là phải dùng đến thứ nhất là ông pháp sư để cúng, để kiệu thỉnh các ngài về loan giá. Sau đó cung văn phải kiều thỉnh ba giá mẫu để mẫu về giáng cho thanh đồng. Thì tôi cảm thấy ông cung văn và ông thầy phục cúng rất quan trọng. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Đông Quương là một trong những nơi bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát văn. Vừa qua tại đây đã diễn ra festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và trình diễn 36 giá hầu đồng truyền thống. Đây là dịp quy tụ những bản hội thanh đồng, cung văn và các nghệ nhân hát chầu văn từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là dịp để người dân và du khách hiểu sâu sắc hơn về di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, qua đó khẳng định tôn vinh các nghệ nhân hát văn và các thanh đồng thực hành tín ngưỡng thờ. Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và lễ hội cơm mới là lễ hội truyền thống của địa phương. Qua cái hoạt động này thì chúng tôi mong muốn là giữ gìn, quảng bá cái giá trị của di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đông Quương, và đặc biệt là trong cái lễ hội này thì chúng tôi đã tổ chức nhiều ngày để cho các cái nghệ nhân thanh đồng về để diễn sướng hầu đồng, qua đó sẽ duy trì phát huy cái giá trị của tín ngưỡng thực hành thờ mẫu Tam Phủ, trong đó có mẫu Thượng Ngàn. Và chúng tôi cũng mong muốn là tạo một cái bước đột phá trong phát triển du lịch tâm linh và để tạo điều kiện góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để phong trào hát văn phát triển mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn nữa, tháng 9 vừa qua, câu lạc bộ hát văn đền Đông Quương đã được thành lập, đến nay đã có hơn 50 thành viên. Hiện nay tại đền Đông Quương hàng ngày vẫn đều đặn có các thanh đồng cung văn thực hành tín ngưỡng. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì dù đền Đông Quương ở khu vực miền núi nhưng có thể khẳng định hát văn hầu đồng là nét sinh hoạt tín ngưỡng dân gian đã xuất hiện từ lâu đời ở địa phương, tồn tại và có sức sống lâu bền trong nhân dân. Việc thành lập các câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ thuật hát văn phát triển. Có những người mà hát tốt, hát hay, hát gọi là có chất lượng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn, truyền dạy cho các cái người trẻ tuổi hoặc là những người mà trình độ còn hạn chế hơn. Thứ hai là những cái người mà có năng khiếu hoặc là có hiểu biết về hát văn này thì cũng đã liên hệ, chúng tôi cũng đã giới thiệu liên hệ với các nghệ nhân ưu tú, các nghệ nhân mà diễn sướng về chầu văn này để học hỏi kinh nghiệm, sau đó mang về đây để biểu diễn tại người địa phương ở đây. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt hiện đã được thế giới ghi nhận. Những lời ca văn đầy cảm xúc và hưng phấn luôn có sức hút đến lạ kỳ mỗi khi được trình diễn để phục vụ tín ngưỡng hoặc trên sân khấu nghệ thuật. Chính vì lẽ đó, loại hình nghệ thuật này luôn có sức sống trường tồn trong tâm thức của mỗi người dân từ xa xưa cho đến tận bây giờ.